Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình đi sàn cho các bạn một vài con chim cũng khá là to nha các bạn nhá. Các bạn biết không, trên tay mình chính là em ưng ấn. Đấy. Sau khi lên sàn cho bạn con ưng ấn rồi, con diều ấn cũng thuộc họ nhà ấn, nhưng mà một thằng ưng một thằng diều các bạn. Nhiều bạn còn không biết phân biệt dòng diều ấn và ưng ấn nó khác nhau như nào. Thì một con là dòng ưng, còn một con dòng lượn, dòng diều. Dòng diều thì nó lượn đấy các bạn, chơi lượn với lại không thể đi săn được cho dù là chúng ta có tập cỡ nào, bởi vì cái ngoài tự nhiên các bạn, mỗi con nó có một cái đặc tính đi săn mồi riêng. Cho nên là khi mà cái dòng diều mà nó về tay chúng ta thì nó đi săn không có được các bạn. Nó đi săn không được, bởi vì các cái dòng diều thì khi mà nó rình con mồi, nó phải đợi con mồi nó phải yên bất động, nó phải nao xuống nó chụp với các bạn. Còn đối với cái dòng ưng thì bất kể các cái dòng ưng gì, ưng ấn đại bàng ưng hay là ưng sky betra các bạn, thì nó đều đuổi theo con mồi các bạn. Con mồi nó di chuyển, nó chạy, thì bọn này nó đều đuổi theo. Nhưng mà đối với dòng diều thì nó sẽ không đuổi theo các bạn, nó sẽ rình. Nó rình con mồi, khi nào con mồi nó mất cảnh giác thì nó sẽ nao xuống nó chụp. Đấy, chính vì thế mà khi mà chúng ta mang một con diều đi săn thì đôi khi nó nhìn thấy mồi nó cũng không đuổi theo các bạn, nó cứ đứng nó ngó thôi. Đấy, nó không như dòng ưng. Con này là tí xương ấy, là nó ngó ngó các bạn, nhìn nó khô lóc, nó nhìn thấy xương ấy nó biết ngay, nó khôn hơn cả người. Con người đôi khi vẫn còn sơi cả xương. Chính vì thế mà mình sẽ cho nó ăn miếng thịt nó có kèm theo xương ấy các bạn, như kiểu là cái xương đùi, xương ống, xương cánh các bạn. Thì những cái đấy thì nó có xương, nó bổ sung cái canxi cho con chim ấy các bạn. Con này cũng về được mấy ngày thì các bạn, mà mình cũng đợt này bận làm Noel các thứ các bạn, làm hang đá Noel, cho nên là mình không có quay được. Con này thì dính bẫy rồi, mất mấy cái lông ở trên lưng của nó các bạn, nó hơi sơ sơ một tí thôi, nhưng mà vẫn rất là đẹp. Lông ngực các thứ thì rất là tốt. Con này thì cũng khá là to. Đấy, các bạn thấy lông bụng, lông ngực của nó rất là đẹp không? Cái này là ấn mùa 2 nha các bạn nhé. Còn mái hay trống thì mình cũng không biết nữa, bởi vì con này nó trọng lượng của nó cũng trên 400g các bạn. Đấy, thái độ cực kỳ tốt luôn, mới về mà rất là ok, rất là hợp tác các bạn. Nếu mà về chúng ta cầm nhiều và mending tốt thì tập qua tay luôn được các bạn. Hôm qua mình vất con cút sống ở trong cái dại này nhà mình ấy, thế là nó cứ đao xuống nó vồ con cút thôi, nhưng mà mình buộc dây chân thì nó không có chụp được. Đấy, các bạn thấy nó đảo diều ấy, nó ăn no thì bắt đầu nó đảo diều. Cái này thì sờ vuốt thì cũng khá là ok đấy các bạn. Mình sờ cái diều của nó tròn xoe. Con này thì cũng không được mập lắm các bạn. Con này thì nếu mà mắc của nó khả năng được 450 hoặc 500g các bạn. Hiện tại chỉ có khoảng hơn 400g tí thôi. Chân cũng khá là to, nếu mà còn ấn trống thì chân nó sẽ nhỏ hơn một xíu. Còn nếu mà mái thì nó sẽ to hơn các bạn, nó sẽ to hơn.
nhưng mà mình muốn nghiêng về con Ấn Trống hơn. Chúng mình cách năm ngoái mình bắt được con Ấn Trống có 280 gram các bạn. Ấn chúng mình nó khá là nhỏ. Ấn miền Nam nhỏ hơn Ấn miền Bắc. Ấn miền Bắc nó cứ phải tầm mái cứ tầm 500 gram các bạn. Tầm 500 gram, Ấn Trống thì khoảng tầm 400 gram. Có con thì nhỏ hơn xíu. Cái thái độ khá là tốt, khá là lì các bạn. Cái này thì có thể chúng ta cho ăn mắc binh 1 tuần, sau đó là ép cân để tập là được. Các bạn thấy cái rìu của nó không? Đấy, rìu nó căng căng tròn như vậy. Ok, con này thì mình cho ăn vậy nha, nên sàn cho bạn con rìu Ấn nha. Con rìu Ấn này cũng khá là ok các bạn, thái độ cực kỳ tốt luôn. Đó, con này thì có giá là hơn 1 triệu nha các bạn nha. Chắc 1,4 triệu đi các bạn. Tập như thế này rồi khá là ok đấy các bạn. Cũng nhiều kênh bán Ấn các bạn, cũng tùy người, ví dụ như kênh của Trần Tâm Dép Lào Ấn Mái Mùa Bội Non các bạn bán 2,5 triệu đấy. Thì trước mình cũng bán con Ấn Trống Bội Non các bạn, cũng tặng dây chân cái thứ và bán có 1,3 triệu cho cậu em dưới Sài Gòn các bạn. Nói chung là tùy thôi, anh em chim mình đi bẫy được thì đôi khi bán rẻ một tí cũng không sao. Thứ nhất quan trọng là cái lông lá của nó khá là ok các bạn. Lông cánh như con này lông lông đuôi lông cánh thì không có bị lỗi gì hết nha các bạn nhá. Bị mất mỗi một ít lông ở trên lưng các bạn. Kiểu nó dính bẫy, với lại mình băng dính thì nó hơi sơ một tí thôi nhá. Ok. Tên ở đây chính là con diều ấn bổi non của mình nha các bạn. Nó con này cũng khá là ngoan hiền, đội mũ nó cũng chịu các bạn, nhiều con đội mũ cũng chịu đâu. Nhưng con này mình thấy nó đội mũ rất là ngoan, nó không nhảy. Một số con đội mũ nó nhảy ở mầm. Con này thì đội mũ cái là im re, nằm im bất động. Hôm qua mình có chụp một vài cái hình ảnh mình đăng lên kênh như là Facebook thì hỏi anh em ra là đoán nhìn nông đoán chim thì đa phần anh em là đoán sai hết đấy. Có thể là anh em cũng nhìn thấy nông con này nó cũng là lạ, vì nó vừa giống con gì ta, diều ăn nông, lại vừa giống ưng ấn đấy, anh em không 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 có nhận ra được. Thì thực ra thì nếu anh em để ý anh em sẽ thấy, bởi vì cái cánh của dòng diều lúc nào nó cũng dài các bạn, cái đuôi cánh nó dài gần bằng cái đuôi luôn. Đấy, cái con này các bạn thấy không, lông lá rất là mượt, cực kỳ đẹp. Tất cả những con chim của mình bẫy được thì lông lá đều rất là ok, bởi vì khi mà mình đi bẫy xong bắt đầu mình cho nó vào túi bổi các bạn, cho nó vào túi bổi, sau đó là mình đưa về cho đứng cầu, con nào một cầu rồi ăn uống thì mình sẽ tự đút cho nó ăn. Cho nên lông lá rất đẹp, không như kiểu một số anh em đi mua về bán lại dính 3 4 lần băng dính vào lông của nó, sau đó là mới tới tay người chơi các bạn, lúc đấy thì lông nó đã che chét rồi, bởi vì dính băng dính, dính đi dính lại rồi lại gỡ băng dính ra làm cho cái lông của nó bị sơ các bạn, bị sơ với lại nó dính cái nhựa của cái băng dính ấy, làm cái lông của nó sẽ bị bết, nó không được bông đấy. Trong khi đó thì cũng chưa biết ai bán rẻ hơn ai. Mình sẽ gỡ mũ ra nha các bạn nhé. Không? Con này nó đội mũ số 6 rất là hợp luôn. Vừa kín mà nó không bị sệt mắt đấy các bạn, không bị chạm mắt. Thái độ con này cực kỳ tốt. Ở buồng cưới con rìu ấn nó hay há miệng các bạn. Khi nào mà chúng ta
cầm quen nó không sợ người nữa, nó không sợ mình nữa, bắt đầu nó mới hết ngậm miệng nó lại. Đấy, chính vì nó hay há miệng mà lúc đầu về rất là dễ cho ăn đi các bạn. Con này rất là hung, mổ bằng phẳng. Các bạn thấy không? Một con diều ấn đó. Giá cũng rất là rẻ thôi mà cực kỳ đẹp. Con này nếu mà cứ chịu khó cầm khoảng 3-4 ngày nó sẽ dạn mổ ăn và qua tay được các bạn. Tập qua tay. Đối với các con diều ấn thì mình hay đội mũ số 6 các bạn, số 5 thì nó hơi nhỏ bởi vì cái mắt của con diều ấn nó hơi nổi các bạn, hơi nổi so với con ưng ấn. Đấy, cho nên là mình phải đội một cái mũ nó rộng hơn một tí nữa thì nó mới vừa. Cái miếng này nó hơi to, nó cứ nè ra các bạn. Bạn thấy con diều ấn đẹp không? Nhìn thấy con đẹp hơn cả ưng ấn luôn mà. Bị chim mổ suốt nhưng mà vẫn nhát tay các bạn. À, tay mình toàn vết thương của chim mổ không? Mổ phát nào chảy máu phát đấy. Bởi vì mình tiếp xúc với chim bổi hàng ngày các bạn. Hơi sơ ý cái là nó mổ thôi. Chính những con mổ thì nó lại ngon. Đấy, những con mổ thì cho ăn nó lại rất là dễ. Cái con nào nó không có mổ thì mình lại phải nhử nó rất là lâu các bạn. Còn những con nó mổ thì mình chỉ cần đưa thức ăn vào cái thì nó mổ thức ăn thì nó nuốt. Còn những cái con mà nó không mổ thì một là nó há miệng thì mình đút, hai nữa là mình phải ngồi rất là lâu để nhử cho nó ăn đi các bạn. Để cái miếng thịt mình băm lên nó mình lại thuận tay trái cho nên là không không có cắt được. Đấy. Mổ ăn này bạn thấy không? Đấy, ok chưa? Diều hấn này rất là tuyệt vời. Mùa này thì được mấy con có thái độ tốt như thế này các bạn. Có cái cậu có ở Bến Tre và có tập con diều ấn qua tay được 15-20 mét, sợ thật. Năm ngoái thì thấy có cậu kia có tập qua tay được 5 mét đã thấy giỏi rồi. Chứng tỏ là anh em chịu khó tập vận chim vẫn huấn luyện như thường các bạn. Kỳ tuyệt vời luôn. Đó, con ăn xong thì mình sẽ cho một con Sika nhé các bạn nha. Một con Sika nó ăn đấy, các bạn nào mà cần Sika giá rẻ thì cứ liên hệ mình. Sika trống cực đẹp luôn, đã đứng găng và ăn trên găng đấy các bạn. Xem nó ngậm ở trên miệng nó bao nhiêu lâu. Rồi. Đấy. Đây, cái diều của nó đây bạn, con diều ấn, cái diều của nó rất là khó phân biệt như bạn nhá, rất là nó không rõ ràng như kiểu các cái dòng ưng ấn hay là Sika. Cái dòng ưng, dòng diều thì đặc biệt có diều ấn thì cái gần như là cái ấy của nó các bạn, cái chứa thức ăn của nó ở ở trong cơ thể, ở trong bụng của nó ấy, chứ không phải ở chỗ ức của nó đâu. Cho nên là khi mà chúng ta cho ăn thật lo thì chúng ta mới thấy được thôi. Đấy, con diều ấn này thái độ cực kỳ tuyệt vời luôn.
lâu lâu mình phải có ưng ấn thôi nha các bạn nhé, chứ mình cũng chỗ mình rất là ít ưng ấn, và nhẹ thứ hai nữa là mình cũng ít khi mình mua về mình bán các bạn, từ khi mua về bán rủi ro rất là cao luôn. Cái miếng này nó có xương này các bạn này, có xương là nó không không muốn nuốt. Các bạn thấy con ngần nó kêu không? Ngần mùa 2 mà vẫn kêu như kiểu chim non. Đây, rồi cho mày ăn miếng này nữa thôi. Có diều ấn thì một ngày nó ăn khoảng tầm 3-40 gram các bạn. 30 gram, mình thường thường cho ăn 30 gram thôi. Khi nào mà cảm thấy nó đủ đủ đấy thôi. Ok, đội mũ vào rồi cho Sika ăn nha các bạn nhé. Đây con Sika của mình đây các bạn. Con này thì nó cũng thuần đứng găng này, nhưng mà nó đứng găng thì nó ăn vẫn hơi dè chừng các bạn. Mình to quá. To quá nuốt không được. Bé thì ăn miếng to. Nó no quá này các bạn. Nó thịt nó ra tới cũng họng thì nó không nuốt được nữa. Nhưng mà nó vẫn còn muốn ăn. Đẹp thấy không? À, nóng nái của Sika thì cực kỳ đẹp mà. Bợt, bông, mịn. À, chắc ăn vậy thôi. Không nuốt được các bạn, nó cứ ngậm trên miệng như vậy thôi. Cắt ra thì nó ăn được. Ok, mình lên sàn cho các bạn một con Sika, một con diều ấn và một con ưng ấn cho các bạn nhé. Thứ tự từ to xuống bé. Đấy. Từ hàng đắt tiền cho đến hàng rẻ tiền. Mà nào cần chim thì cứ liên hệ mình nhá. Ok, ở clip này thì mình xin dừng đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.